Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh QS News Khí tài quân sự. Nói về ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong những năm gần đây, đã có những bước phát triển hết sức đáng chú ý. Chúng ta có thể tự chủ được một số loại vũ khí hiện đại mang thương hiệu Made in Việt Nam, cũng như có đủ năng lực sản xuất thành công nhiều chủng loại vũ khí khác nhau, thậm chí cả những loại thiết bị quân sự cỡ lớn như xe bọc thép, tàu tên lửa, tàu pháo, hay chế tạo cả tàu cứu hộ tàu ngầm cỡ lớn. Tất cả những thành tựu đó đã giúp nâng cao đáng kể tiềm lực quốc phòng của Việt Nam. Đặc biệt, có một số chủng loại vũ khí được chúng ta tự sản xuất đã khiến ngay cả cha đẻ của những thiết bị quân sự này cũng cảm thấy ngỡ ngàng, thán phục trước trình độ cũng như khả năng của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Vậy, những loại vũ khí này là gì và chúng hoạt động ra sao? Mời các bạn cùng tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay của kênh QS News Khí tài quân sự. Trước khi vào nội dung chính, mong các bạn dành vài giây đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo nhé. Xác chết dày đặc, không gián đoạn như một tấm thảm trải khắp mặt đất lạnh. Đó là mô tả về cảnh tượng khủng khiếp sau một trận đánh trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật. Trong cuộc bao vây cảng Arthur, quân Nhật tổ chức tấn công biển người nhằm vào các đồn quân Nga ở cảng Lữ Thuận và bị quân Nga dùng pháo và súng máy phản công dữ dội. Quân Nhật dù chiếm được cảng Lữ Thuận nhưng bị thương vong nặng nề. Rõ ràng, kết cục chung của hầu hết các bên khi sử dụng kiểu chiến thuật này đó là bị tàn sát không thương tiếc bởi đối phương có hỏa lực vượt trội. Thậm chí, ngay cả khi chiến thắng, bên tấn công cũng có thể bị thiệt hại nặng. Mọi định kiến về chiến thuật biển người chỉ thực sự kết thúc khi diễn ra cuộc chiến tranh Triều Tiên. Quân đội Trung Quốc được mệnh danh là bậc thầy của chiến thuật này khi chỉ với chiến thuật biển người vẫn đủ sức giành một số thắng lợi quan trọng, giúp đẩy lui quân Mỹ từ vị thế làm chủ gần như hoàn toàn Bắc Triều Tiên, phải lùi về sau vĩ tuyến 38. Điều đó đã chứng minh rằng, bằng cách sử dụng chiến thuật hợp lý, kết hợp với ý chí chiến đấu kiên cường, các đội quân đông đảo dù với trang bị nghèo nàn, vẫn có thể tiến hành các đợt tấn công dai dẳng, dần dần đánh gục cả những đội quân được trang bị hiện đại bậc nhất, nhưng số lượng quân số ít hoặc thua kém về tinh thần chiến đấu. Thực tế, trong quân đội của nhiều quốc gia ngày nay, họ vẫn đặc biệt quan tâm đến việc phát triển các vũ khí nhằm chống lại chiến thuật biển người. Có thể kể đến quân đội Đức với súng phóng lựu GMG nổi tiếng. Được sinh ra từ quốc gia vốn đã có truyền thống lấy ít địch nhiều trong suốt các trận đại chiến, từ sau thời Napoleon đến tận Đại chiến Thế giới II. Súng phóng lựu GMG do công ty Heckler và Koch lừng danh phát triển được đánh giá là loại súng phóng lựu đáng tin cậy, được đông đảo các quốc gia khó tính tin dùng trong lực lượng vũ trang như Anh, Hà Lan, Hy Lạp, Canada và cả Hoa Kỳ. Súng sử dụng đạn lựu tiêu chuẩn của khối NATO là loại đạn 40x53mm. Ngoài ra nó có khả năng bắn tất cả các loại đạn tương tự của các quốc gia trong khối. Sở dĩ GMG được coi là loại súng phóng lựu nguy hiểm bậc nhất thế giới vì có hỏa lực mạnh cùng với độ chính xác cao bởi súng có độ giật cực thấp. Trong các mẫu súng phóng lựu liên thanh trên thế giới, mẫu súng này của quân đội Đức có trọng lượng tương đối nặng, khoảng 46kg. Bù lại, súng cho tốc độ bắn nhanh lên đến 340 viên phút, cự ly bắn xa 2.300m. Đặc biệt, súng còn được trang bị hệ thống ngắm bắn quang học kết hợp với bộ phân ngắm cơ khí, cùng với các thiết bị quan sát ban đêm. GMG có hộp tiếp đạn tiêu chuẩn chứa tới 32 viên, tuy nhiên thời gian thay thế dây đạn và lên đạn lại phải mất ít nhất 30 giây. Vì trọng lượng nặng, khẩu súng phóng lựu liên thanh này của quân đội Đức sẽ chỉ được lắp đặt trên các phương tiện cơ giới hoặc các vị trí cố định như tháp canh. Khi tác chiến, chỉ cần một người lính sử dụng khẩu súng này cũng có thể chặn đứng được vài nhóm bộ binh đang xông lên bằng cách phóng vào mỗi hàng một vài quả đạn nổ mảnh. Mỗi quả đạn đó khi phát nổ sẽ tạo thành các mảnh văng, gây sát thương ngay lập tức lên số lượng lớn các mục tiêu trên diện rộng. Hay Mỹ với M32, đây là súng phóng lựu cầm tay tiêu chuẩn của lục quân Mỹ. Gọn nhẹ, đặc tính chiến đấu cao. Súng phóng lựu M32 là vũ khí ưa thích của đặc nhiệm Mỹ. Trong cuộc chiến chống khủng bố IS, súng phóng lựu cầm tay này đã nhiều phen khiến IS kinh hoàng và tháo chạy. M32 được phát triển cho mục đích chống bộ binh với chiến thuật biển người.
Thực ra M32 lại không phải dòng súng phóng lựu do Mỹ tự phát triển. Khẩu súng này được thiết kế bởi công ty Mewco Nam Phi vào năm 1983 với tên gọi đầy đủ là Mewco MGL. Đây là vũ khí cầm tay đầu tiên có thể phóng liên tục loại lựu đạn cỡ 40mm. MGL đã phục vụ trong biên chế quân đội Nam Phi và được xuất khẩu tới hơn 50 quốc gia trên khắp thế giới. Nhận thấy ưu điểm của loại súng này so với M79, Mỹ đã mua lại thiết kế MGL và định danh với tên gọi mới là M32. M32 có trọng lượng 5,3 kg, chiều dài 778mm khi mở báng và 556mm khi gấp. Súng có chiều dài nòng khoảng 300mm. Súng phóng lựu này của quân đội Hoa Kỳ có thể bắn liên hoàn với 6 quả đạn trong vòng 3 giây. Sức mạnh này đã là quá đủ để cho bất kỳ người lính nào cũng có thể đập tan một đội hình bộ binh đang lao đến, bất kể chúng có ở dạng hàng ngang hay hàng dọc. Và như đã đề cập ở trên, vì súng phóng lựu này có kích thước tương đối nhỏ, trọng lượng nhẹ, nên một người lính bình thường cũng có thể mang được, tư thế cũng tương tự như bắn súng trường. Bên cạnh đó, để tăng tính chính xác, giảm độ giật khi bắn, M32 còn có thể lắp thêm nhiều phụ kiện khác vào phần trước của khẩu súng, như đèn pin, ống ngắm laser hay báng súng phụ. Đáng chú ý, Việt Nam cũng đã mua lại thiết kế của Nam Phi và sản xuất được ngay loại súng này trong nước với tên gọi chính thức là MGL-VN1. Hiện nhà máy quân đội Z125 đang giữ vai trò sản xuất loại vũ khí này. Biến thể tại Việt Nam có hình dáng gần giống với phiên bản gốc thay vì hầm hố như của quân đội Mỹ. Khẩu súng này của Việt Nam có tốc độ bắn tối đa lên tới 6 phát trong vòng 3 giây hoặc 18-21 phát trong 1 phút. Tốc độ này là rất cần thiết trong tình huống phục kích hoặc môi trường tác chiến đô thị. Sơ tốc của lựu đạn khi bắn đạt 76m trên giây, tầm bắn hiệu quả 375m và xa nhất đạt 400m. Việc chế tạo thành công súng phóng lựu bắn tự động MGL-VN1 trong nước sẽ giúp tăng cường đáng kể sức mạnh hỏa lực của tiểu đội bộ binh so với hiện nay. Và hy vọng trong tương lai không xa, đây sẽ là trang bị tiêu chuẩn của bộ đội Việt Nam nhằm thay thế các súng phóng lựu cá nhân M79 đã lạc hậu. Bên cạnh MGL-VN1, Việt Nam còn tự sản xuất được súng phóng lựu liên thanh AGS-17. Hiện tại, đây là một vũ khí chủ lực và hiệu quả nhất của quân đội nhân dân Việt Nam trong việc chống lại chiến thuật biển người. Súng phóng lựu AGS-17 được đánh giá khá cao khi có khả năng cung cấp hỏa lực mạnh, tốc độ bắn nhanh, phạm vi sát thương lớn, nhằm nhanh chóng tiêu diệt sinh lực đối phương, ngăn cản chiến lược dùng biển người tạo áp đảo về số lượng. Sau xung đột biên giới Xô-Trung, quân đội Liên Xô nhận thấy cần phải có một loại vũ khí hiệu quả để chống lại chiến thuật biển người. Những phát hiện về loại súng phóng lựu tự động mà quân đội Hoa Kỳ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam đã thôi thúc Liên Xô phát triển loại súng phóng lựu tự động riêng cho mình. Và AGS-17 được phát triển trong bối cảnh như thế. AGS-17 được đưa vào sử dụng từ những năm 1970 và ngay lập tức trở thành vũ khí cá nhân có hỏa lực mạnh, được trang bị cho các đơn vị bộ binh Liên Xô cũng như nhiều nước khác trên thế giới. Súng có chiều dài tổng thể 840mm, trọng lượng 18kg, bao gồm thân súng, hộp tiếp đạn và chân máy nặng 12kg. Chân máy có một hệ thống điều chỉnh góc nâng của súng tùy thuộc vào tầm bắn. Súng có kính ngắm cơ khí tích hợp hoặc quang học. Súng phóng lựu liên thanh AGS-17 sử dụng cỡ đạn 30x29mm với hộp tiếp đạn 30 viên, tốc độ bắn lý thuyết đạt 400 phát phút, phạm vi hiệu quả 800m, phạm vi tối đa tới 1.700m. Một ưu điểm khác của AGS-17 là khả năng chi viện hỏa lực mạnh mẽ, khả năng triển khai chiến đấu rất nhanh, súng có góc nâng tương đối lớn, nên có thể bắn kiểu cầu vồng từ phía sau công sự. Nhằm từng bước làm chủ trang thiết bị vũ khí phục vụ cho quân đội, nhà máy Z125, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã chế tạo thành công súng phóng lựu liên thanh AGS-17. Đặc biệt, Việt Nam đã chế tạo thành công máy chốt rãnh xoắn nòng súng. Đây chính là thành phần quan trọng và phức tạp nhất, độ chính xác của súng phụ thuộc rất lớn vào độ chính xác của nòng súng. Việc chế tạo thành công máy chốt rãnh xoắn có điều khiển số đã góp phần quan trọng trong việc làm chủ công nghệ,
và quá trình chế tạo hàng loạt súng phóng lựu liên thanh này tại Việt Nam. Các chuyên gia đánh giá, AGS-17 do Việt Nam chế tạo vẫn đảm bảo được các đặc tính ưu việt về sức mạnh hỏa lực như nguyên mẫu súng của Nga. Bên cạnh đó, việc tự chủ trong việc sản xuất loại vũ khí uy lực này cũng giúp tiết kiệm ngân sách cho quốc gia, giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài. Hiện tại, súng phóng lựu liên thanh AGS-17 đã được trang bị rộng rãi cho các đơn vị bộ binh, đặc biệt là các đơn vị ở các khu vực biên giới, hải đảo, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia. Ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ tăng thiết giáp, khiến nhiều chuyên gia nhận định vũ khí chống tăng vác vai không còn hữu ích trên chiến trường hiện đại. Tuy nhiên, vẫn có nhiều loại khí tài diệt tăng vác vai có uy lực mạnh cùng cơ chế hoạt động độc đáo, đủ sức đe dọa mọi lớp phòng vệ của các loại xe tăng và thiết giáp ngày nay. Với Việt Nam, trong thành phần hỏa lực mang vác của lục quân ta, có nhiều loại vũ khí chống tăng hết sức uy lực, trong đó có thể kể đến RPG-7 với đạn cải tiến và RPG-29 hoàn toàn mới, đều do nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu và sản xuất thành công dựa trên chuyển giao công nghệ từ Nga. Trong đó, RPG-7, hay còn gọi là B-41, đây là mẫu súng chống tăng huyền thoại, đã được bộ đội Việt Nam sử dụng để tiêu diệt nhiều xe tăng, thiết giáp, hỏa điểm, lô cốt và binh lực đối phương trong kháng chiến chống Mỹ và các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tổ quốc. Bên cạnh hai loại vũ khí được liệt kê ở trên, có một loại súng chống tăng sử dụng cơ chế bắn hết sức độc đáo và được coi là khắc tinh của nhiều loại xe tăng hiện đại ngày nay, cũng đã được nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất thành công trong thời gian gần đây. Đó chính là RPG-30 Kryuk. Việc quân đội ta chế tạo thành công súng chống tăng dùng một lần RPG-30 Kryuk đã khiến nhiều quốc gia trên thế giới bất ngờ, trong đó có cả quốc gia cha đẻ của khẩu súng này là Nga. Bởi đây được đánh giá là vũ khí chống tăng hiện đại và có khả năng xuyên phá mạnh bậc nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Mới đây, hình ảnh súng phóng lựu chống tăng RPG-30 Kryuk đã được xuất hiện trong một phóng sự của kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam và nó được trưng bày tại triển lãm các loại vũ khí do nền công nghiệp quốc phòng trong nước sản xuất. Việc quân đội Việt Nam chế tạo thành công súng chống tăng RPG-30 Kryuk được xem là thành tựu lớn bởi theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, đây là vũ khí chống tăng có khả năng đánh bại những hệ thống phòng vệ chủ động tối tân nhất hiện nay. Súng chống tăng dùng một lần RPG-30 Kryuk được quân đội Nga phát triển dựa trên súng phóng lựu chống tăng RPG-29 Vampire nhằm đối phó với các hệ thống phòng vệ chủ động, vốn được xem là trang bị không thể thiếu trên xe tăng, thiết giáp hiện đại của Israel, Mỹ và nhiều quốc gia phát triển khác. RPG-30 Kryuk có chiều dài 1,2m, đường kính 105mm, trọng lượng 10,3kg, với đầu đạn nặng từ 7 đến 9kg. Và điểm thú vị của vũ khí chống tăng có biệt danh mũi lao này nằm ở phần thiết kế, khi được tích hợp hai cơ cấu phóng đạn trên cùng một giá phóng. Một số nhà quân sự còn gọi RPG-30 Kryuk với tên khác là súng chống tăng mồi nhử. Và như đã đề cập ở trên, các dòng xe tăng hiện đại ngày nay đã được trang bị hệ thống phòng thủ chủ động như Trophy, Iron Fist của Israel hay Arena của quân đội Nga. Hệ thống này hoạt động theo nguyên tắc dùng radar quét liên tục để phát hiện các vật thể đang lao nhanh và hướng về xe tăng như tên lửa chống tăng hay đạn pháo. Ngay lập tức, hệ thống này sẽ phóng ra một lượng thuốc nổ nhỏ và kích hoạt để làm nổ các đầu đạn này trước khi nó va chạm với lớp giáp của xe tăng. Sau khi đánh chặn thành công, hệ thống sẽ nhanh chóng nạp đạn để tiếp tục bảo vệ xe và quá trình này diễn ra hoàn toàn tự động. Để đối phó với hệ thống phòng thủ chủ động này, các chuyên gia về vũ khí của Nga đã rất tài tình khi thiết kế RPG-30 Kryuk sử dụng tích hợp hai cơ cấu phóng đạn. Cơ cấu phóng đạn cỡ nhỏ sẽ có nhiệm vụ kích hoạt hệ thống phòng thủ chủ động hoặc phá vỡ giáp phản ứng nổ bên ngoài. Trong khi đó, cơ cấu phóng chính với các đầu đạn nổ lõm định hướng cỡ lớn sẽ xuyên phá để tiêu diệt xe tăng và kíp lái bên trong. Đặc biệt, việc khai hỏa cả hai đầu đạn diễn ra gần như đồng thời, nên hệ thống phòng thủ chủ động trên thiết giáp của đối phương sẽ không có đủ thời gian để phản ứng lại. Nhờ thiết kế này, RPG-30 có khả năng xuyên phá lên đến 700mm lớp thép đồng nhất sau giáp phản ứng nổ và tầm bắn khoảng 200m. Giới chuyên gia quân sự đánh giá, với khả năng xuyên phá như trên, hiện không một loại xe tăng hoặc phương tiện chiến đấu hạng nặng nào có thể sống sót nếu bị RPG-30 tấn công.
Điều này có thể thấy rõ ràng ở chiến trường Trung Đông, khi RPG-29 có thiết kế gần như tương đồng với RPG-30, đã hạ các dòng xe tăng vốn nổi tiếng ở khả năng bảo vệ tốt bậc nhất thế giới như M1 Abrams, Challenger 2 hay Merkava MK4. Và với Việt Nam, việc tự chủ được công nghệ sản xuất súng chống tăng có sức mạnh hàng đầu thế giới như RPG-30 Kryuk có thể sẽ khiến các quốc gia láng giềng cảm thấy lạnh gáy, đặc biệt là anh bạn hàng xóm to xác Trung Quốc. Vì một khi có xung đột xảy ra, các xe tăng cũng như thiết giáp chủ lực của quân đội Trung Quốc sẽ là miếng mồi ngon cho hỏa lực chống tăng RPG-30 Kryuk từ quân đội nhân dân Việt Nam. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra khi mà xe tăng chủ lực Type 99A của họ chắc chắn sẽ không hiện đại bằng Abrams, Challenger 2 hay Merkava MK4 như đã nói ở trên. Quay trở lại với các vũ khí đã được Việt Nam tự nâng cấp cải tiến cũng như sản xuất mới theo giấy phép, có thể kể tới là RPG-7 và gần đây là RPG-29. Hiện nay, uy lực của RPG-7 đã được nâng lên gấp bội nhờ những loại đạn mới, có sức xuyên và sức công phá mạnh hơn, kết hợp với hệ thống kính ngắm quang học, cho phép nó phát huy hết tính năng thiết kế. Đây là hướng đi hết sức đúng đắn của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam. RPG-7 cải tiến là loại vũ khí nổi tiếng vì độ tin cậy, dễ sử dụng và có thể bắn được nhiều loại đạn phản lực khác nhau. Đạn PG-7VL có đầu nổ lõm, được thiết kế để tiêu diệt các phương tiện chiến đấu bọc giáp và binh lực trong công sự của đối phương. Đạn PG-7VR có đầu nổ lõm, liều kép, dùng để tiêu diệt phương tiện chiến đấu mang giáp phản ứng nổ và các mục tiêu như của đạn PG-7VL. Đạn TBG-7V có đầu nổ đa dụng, được thiết kế để tiến công binh lực đối phương cả trong lẫn ngoài công sự, tiêu diệt phương tiện chiến đấu bọc giáp nhẹ cùng các loại cứ điểm phòng ngự khác. Và cuối cùng là đạn OG-7V, có đầu nổ phá mảnh, được thiết kế để tiêu diệt binh lực mang áo chống đạn và các phương tiện chiến đấu bọc giáp nhẹ của đối phương. Đạn của RPG-7 có khả năng xuyên giáp thép đồng nhất từ 500mm đến 600mm sau lớp giáp phản ứng nổ. Nó đủ sức tiêu diệt không chỉ các loại phương tiện chiến đấu bọc giáp, mà cả các loại vũ khí và binh lực ẩn nấp bên trong hay di chuyển ngoài công sự. Hiện nay, RPG-7 vẫn là vũ khí tiêu chuẩn và được trang bị đại trà cho tiểu đội bộ binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong khi đó, với súng chống tăng RPG-29, có tên định danh Việt Nam là SCT-29. Đây là loại hỏa lực được mệnh danh là sát thủ diệt tăng uy lực hàng đầu thế giới. RPG-29 đã được Việt Nam sản xuất và đưa vào biên chế từ vài năm nay. Súng chống tăng vác vai hiện đại này đã được giới thiệu nhiều lần trong các buổi triển lãm thành tựu công nghiệp quốc phòng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều người. RPG-29 bắn đạn phản lực PG-29V được thiết kế để tiêu diệt các phương tiện bọc thép, binh lực và vũ khí bố trí trong công sự của đối phương. Cũng như RPG-7 huyền thoại, RPG-29 là loại vũ khí chống tăng dễ sử dụng, tin cậy và có các tính năng chiến đấu ưu việt. Súng sử dụng cơ chế nạp đạn miệng nòng để phóng đạn phản lực PG-29V có 8 cánh đuôi ổn định hướng và mang đầu nổ lõm liều kép để chống các loại phương tiện chiến đấu khó diệt như xe tăng trang bị giáp phản ứng nổ. Khi khai hỏa, liều phóng của đạn sẽ cháy hết trong nòng súng, tạo sơ tốc đẩy đạn thoát ly ống phóng và bay tới mục tiêu theo đường đạn ngắm trước. Súng có tầm bắn hiệu quả 500m và khả năng xuyên phá mục tiêu tới hơn 650mm giáp thép đồng nhất sau lớp giáp phản ứng nổ, trên 1,5m tường gạch hay bê tông cốt thép hoặc trên 3,7m đối với tường đất nện hay gỗ. Uy lực của RPG-29 đã được chứng minh qua các cuộc thử lửa khốc liệt ở Trung Đông, nơi nó đã tiêu diệt nhiều loại xe tăng hiện đại có xuất xứ từ cả phương Tây và Nga. Cả hai loại súng chống tăng vừa kể trên đều có một điểm chung, đó là cơ cấu phóng có thể dùng nhiều lần, không phải vứt bỏ ống phóng như RPG-30 Kryuk khi chỉ dùng một lần. Bên cạnh RPG-30 Kryuk,
một loại súng chúng tăng dùng một lần khác cũng được trang bị cho Hải quân đánh bộ Việt Nam, đó là Matador, có nguồn gốc từ Israel. Đây là loại súng chống tăng tương đối gọn nhẹ, nhưng có hỏa lực mạnh mẽ và đặc biệt là phù hợp cho đặc thù tác chiến biển đảo của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Trên đây là toàn bộ nội dung mà kênh QS News Khí tài quân sự muốn gửi đến các bạn trong video ngày hôm nay. Ý kiến của bạn thế nào về chủ đề này? Hãy cho chúng mình biết cảm nhận bên dưới phần bình luận. Nếu thấy video hay, bổ ích, hãy cho chúng mình một like, share, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo.